Ok, có hàng nha mấy. Ui dồi ôi, vô đây vãi thật, rơi cả nón. Ui, một con trời than non đây nha bạn ơi. Ok, hello mình ấy ạ. Xin chào mới tất cả anh em nhá. Chúc anh em ngày mới về. Mẹ thật này. Cam lâm và quả bưởi. Vừa nãy là mình có mang một ít sâu ra cho cái con chim trà màu non ở trong AV này ăn. Thì phát hiện ra cái tổ chim sâu ở sau cái AV nó đang bỏ tổ ấy chứ ạ. Nó đang xuống tổ thì buổi sáng hôm nay thì mình sẽ thử cắm cái máy quay để ghi lại cái cảnh mà cái con chim sâu nó bỏ tổ anh em nhé. Nó bỏ tổ được một con rồi, còn một con là vẫn đang nằm ở trong tổ đấy. Con vỏ tổ kia chắc là con cả, còn con đang nằm trong tổ chắc con út đây anh ơi. Thì bây giờ mình sẽ đây ra bên này gắn cái máy quay. Gắn máy quay vào góc bên này anh ơi. Con chim sâu xuống mái này kia anh ơi. Đó. Ok. Đây, cái đồ chim sâu bên kia nhé. Nó làm ở ngay sau cái AV này. Rồi, ok, bây giờ mình sẽ kết nối với điện thoại. Ok. Bây giờ kết nối điện thoại rồi thì mình sẽ ra sân ngồi. Đây, ra sân kia ngồi để chờ cái lúc mà con chim nó về. Được, hợp lý. Nào, cô, cô. Nào ra đây. Nhanh đi ra đây, ôi dồi ôi. Chim nó sợ nó không dám về bón con bây giờ. Ây da, kìa. Thôi kệ nó đi. On your faith, on your dreams, on your mind, on your health, yeah. You gotta work, never tell, keep your head down, find what you love and excel, yeah. Push and pull and repel any hate, go create what you want, feel compelled, yeah. And once you finally get a taste of the race, you'll never look back once you felt that. Don't let somebody take your time and your worth, just focus on yourself first. Ôi trời ơi, gáy gì mà gáy to thế. Gà mồi của mình thì đây này, anh em xem cái cửa của nó này. Mọc ra được bằng hạt lỗ rồi anh em ạ. Cửa đang mọc ra. Bây giờ lên bẫy thì vào cái thời điểm thì bẫy gà rừng nó cũng khá là bẫy khó rồi. Phải lợi sang năm sau thôi anh em ơi. Đi bẫy vẫn được, nhiều anh em đi bẫy vẫn được mà. Gặp những cái con gà tơ hoặc là cái con nào mà kiểu như là chưa có anh em nào lên bẫy. Đây, nhộng cái tổ của này. Khúc này là lợi nó về là hơi lâu. Vừa đấy là mình kiểu như là bỏ ra một lúc thì nó về liên tục. Còn bây giờ thì lợi 30 phút rồi vẫn chưa thấy nó về anh em ơi. Chắc là nó đi gọi là pha nước, uống chè các kiểu mới quay lại hay sao ấy. Chưa thấy nó quay về.
Nếu mà trường hợp hôm nay mà trời nó nắng ấy thì có khả năng cao là mình nghĩ nó sẽ bỏ tổ, nhưng mà trời nó chưa nắng anh ơi. Không nắng chim nó cũng ít ra ngoài lắm. Hôm nào trời nắng kiểu như là nó nằm ở trong tổ, nó nóng quá thì nó mới nhảy ra khỏi tổ. Con chim này nó lạc điểm nó là kiểu đấy. Rồi, thế cũng ok rồi anh em ạ. Máy quay cũng hết pin rồi. Sau 2 tiếng chờ đợi. Quay từ lúc 8 giờ. Bây giờ 10 giờ rồi anh em ơi. 7 giờ rưỡi không phải là 8 giờ, 7 giờ rưỡi, coi như là hơn 2 tiếng đồng hồ. Bây giờ là các con chim sâu kia đang ra đậu ở cửa tổ của nó anh em nhé. Này mình vào gần như này chắc là nó cũng vẫn đang đậu ở đây quá. Đây, tôi đang đậu cửa tổ này. Kêu chiu chiu luôn. Đấy. Nghe thật, máy quay để hết pin. Chán ghê. Đang cái lúc mà kiểu như là nó bỏ tổ. Cũng khá là lâu rồi mình không làm một chuyến ra khu vực này để mà tìm tổ chim, thì hôm nay mình sẽ quyết định đi chuyển ra khu vực này để mà tìm xem là có cái tổ chim gì nó mới mẻ không anh em nhé. Ô con én kìa. Được đấy, con én này chắc chắn nó có tổ với cái dây điện kia rồi. Chim én là một cái loại chim, nếu mà nó ở thấp thì mình lên review cho anh em xem, nhưng mà cái con này nó ở khá là cao. Tổ nó phải gọi là đào bằng ngay dây điện luôn anh em ạ. Này, mấy cái dây điện cao thế này. Xong rồi nó làm một cái giống như kiểu cái gì nhỉ? Cái chén nước ấy. Thế là nó đẻ trứng vào luôn. Nó không làm cầu kỳ như kiểu mấy cái tổ chim mà trào màu, cũng như là chim chòe than các kiểu gì đấy đâu. Làm cực kỳ đơn giản. Thế còn huyết cổ ở khu vực này đâu rồi nhỉ? Mọi lần ra khu vực này đã hay nghe con chim huyết cổ nó hót phá thôi rồi. Có một cái tổ chim đầu tiên. Chim gì kiểu này đây? Hình như không có cái gì sao anh em ạ. Đây, tổ không này anh em ơi. Cái này chắc là trà màu bông hoặc là bách thanh gì đấy. Chán nhỉ, một cái tổ đầu tiên mà không có cái gì.
Đây rồi, thanh niên nhà mặt phố bố làm quan đây rồi. Đấy. Bật điện thoại lên cái là không phải gọi là ối dồi ôi luôn anh em ơi. Đấy. Cái này là mang mồi ở nhà của mình. Ở nhà của mình không có mồi đâu, nhưng cái con mà trống ở nhà của mình ấy, cho vào lồng sập lên bẫy xong rồi kích loa lên phát là xác định. Chẳng qua là không muốn bẫy thôi anh em ạ, nó đang mùa sinh sản này. Nghe tiếng loa phát là trổng lít lên luôn. Chiến thật sự. Khu vực này thì được cái là nhiều chim tạp, nhưng mà lại không có trà màu. Trà màu với chòe than thì ít. Vào cái mùa mà con chim nó có má trắng ấy, thì nó hay về kéo về những cái khu vực này để bán quả. Còn à, mùa sinh sản thì không thấy. Năm ngoái mình đây thì cũng không có cái tổ ở luôn. Chắc là bẫy nhiều quá anh em ạ. Khu vực này cũng có nhiều anh em chơi phết đấy. Nhưng mà như kiểu mấy con chim tạp như kiểu là trà màu bông, bách thanh, à, huyết cô, huyết kia ấy, hôn mật ấy thì à, vẫn còn. Ồ, đây rồi anh em có hàng rồi. Lại có hàng em nhá. Cho anh em 30 giây suy nghĩ cũng như là comment. Thử đoán xem đây là cái tổ chim gì anh em ơi. Đây này. Chim gì mà lấy cái rác mà cứ như là cái mạng nhện luôn. Xong rồi cái lôi của nó đây. Đó, lôi của nó thì đang ấp anh em nhá. Nó còn cử động bên này anh em để ý. Đó. Cái này mình đoán chắc là chỉ có chim bách thanh nhỏ thôi anh em ạ. Bách thanh nhỏ. Cao phết đấy. Ô này. Từ. Bên này cũng có một tổ này anh em ạ. Nó có chỗ nào nhỉ? Từ. Đây rồi. Đây, bên này cũng là một tổ thật đấy anh em ạ, nhưng mà không biết tổ chim gì. Giống cái tổ màu bông. Nhưng mà nó vừa mới làm thôi, nhưng mà nó chỉ mới làm cái phần lót này này, chưa xong cái tổ. Làm cùng với cái cây luôn, cùng với cái cành luôn. Đấy màu bông rồi, nó hót về kìa, màu bông hót về kìa. Ôi xời. Có định. Cao quá. Nó làm thấp thì ngon rồi anh em ạ. Trèo lên xem, cái này cây này. Khá là cao. Chính ra trên rừng thì chim nó không thích làm tổ đâu. Mà nó toàn kéo về dưới này. Ô bạch thành kìa anh ơi. Ở đây có tổ bách thanh à nhờ. Tổ nó làm chỗ nào đây? Hay là trên cái cây cao to này. Cây thì có nhiều kiến này, chắc chắn là chim bách thanh nó không làm tổ rồi. Có loại bách thanh loại nhỏ là nó không nhất thiết là nó làm tổ giống cái kiểu tổ chim trà màu. Cũng là trên ngọn cây. Mà nó sẽ làm ở những cái hốc này. Đây, đi tìm ở những cái hốc này là cũng có tổ của nó này anh em ạ. Con này thì nó không ngán chỗ nào ấy luôn, có nghĩa là chỗ nào nó cũng làm tổ được, thế mới tài. Này chòe than nó còn rít kìa. Này chòe nó rít anh em ơi. Ồ. Kiểu này chắc chắn 100% khu vực này có tổ chòe than rồi anh em ạ.
Úi dồi. Ok. Có hàng như vậy. Úi dồi. Ở đây. Vãi thật. Rơi cả nón. Ui. Một con trời than non đấy nha bạn ơi. Ui này. Trông máy đang dò bên ngoài này nhá. Được, 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 được. Ok chưa? Này nhím nhá. Đang à phi xe qua đây. Tự nhiên thấy con chim trời than nó rít thế là ngó xuống thấy một con nó chạy chạy đây. Nhảy xuống phát đuổi. May là còn vô được anh em ạ, không có nó vào trong vườn kia là không bắt được đâu. Này. Chỗ mái này anh ơi. Ui. Rồi luôn, tới công chuyện rồi. Này. Ui, nó phi về luôn anh ơi. Được chưa? Ôi dồi, quá khét, quá khét. Tầm này thì à, chắc nó vừa bỏ tổ thôi nhưng mà không biết tổ nó làm thế nào. Lúc mà mình phát hiện ra đầu tiên là thấy xuống này này. Hay là mấy cái khe nhỉ? Chắc chắn là mấy cái chỗ khe rồi anh em ạ. Xong rồi nó bỏ tổ thì nó nhảy xuống. Chắc chắn là vẫn phải có mấy con đấy anh ơi. Thì mình tìm thử xem anh em nhé. Vừa nãy là mình phi xe qua đây mình không để ý mà. Cũng có thể ở bên trong kia. Ở bên trong này nó có cái bụi bụi có mấy thùng cây kiểu như là cây khô mà nó mình nghĩ sẽ có thùng cây này anh em ạ. Xong rồi nó bỏ tổ thì nó sẽ bay qua đây thì không may nó không bay qua được thế là rơi xuống đây. Tài thật. Ở khu vực này toàn là nhà dân hết anh nhé. Này, nhà này. Nhà này nên là mình không dám nói to. Tìm cái chỗ này mà vào bên trong cái vườn nhưng không có anh em ạ. Khả năng cao là 100% là tổ nó ở bên trong này. Không phải được từ lâu rồi anh em ạ. Này bên trong này mình để ý là có một cái gốc cây. Có một cái gốc cây to xong rồi nó kiểu thành nó vỡ ra mà kiểu thành cái khe ở bên trong ấy. Bên trong này có thể là nó bỏ tổ xong rồi nó bay qua đây thật đấy anh em ơi. Xong rồi không may là nó lại kiểu không bay khỏe, vừa bay vừa rơi, thế là rơi tọt xuống đây. Mình đi qua thì bắt gặp đúng cái lúc mà nó rơi xuống hay là gặp. Nếu mà có cái đường mà mình vào trong vườn này được thì ok. Chẳng lẽ trèo rào vào. Thôi trèo già vào thì mạo hiểm quá. Không thì người ta lại phạt cho. Đúng mà con nhưng mà nó lại con mái anh em ạ. Con này mình tính sẽ bắt về nuôi anh em nhé. Chắc chắn là ở trong bên trong vườn này nếu mà tìm thấy tổ nó cũng phải có tầm 4 5 con nữa, à 3 4 con nữa. Con này thì mình sẽ mang về nuôi đi. Lâu lắm rồi không mang chim rừng về nuôi, toàn lên quay xong rồi review. Tiếc, tiếc là con mái. Thôi mà mái cũng được, đang cần mỗi con mái non. Kiếm lên một con mái non về để mà năm sau mình ghép. Được, 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 được. Ghép sinh sản trẻ non này, trẻ than này mình có tìm hiểu ấy. Là con mái nó phải thuần, có nghĩa là con mái là phải nuôi non lên. Con trống thì nó phải là con trống mà kiểu như là trên rừng, già rừng. Mình nuôi lâu thì ghép thì thứ nhất là chim mái lúc mà mình vào gần tổ thì nó sẽ không bỏ, nó thuần. Còn nếu chim trống thì mình lấy chim ở trên rừng thì nó sẽ có kinh nghiệm nuôi con, kinh nghiệm làm tổ.
Rồi, thôi. Không biết nói gì luôn anh em ạ. Tâm linh, à, tim lập phình phịch. Chưa gặp cái trường hợp này bao giờ, đang đi xe cũng gặp được chim. Hình như ai giảm tôm rồi mẹ. Tôm cả quả hấm gọn tôm. Nó kể cho nó cùng. Nó sẽ là lốn cồn nuôi chứ đâu mà. Nuôi tại đấy. Đến mà lốn cồn vẫn như thế để ăn những cái xỉa chứ. Cái gì là chỉ công được. Nó khó lắm. Nó còn tổ đấy. Nó tổ mắc kè thử ạ. Này, ok anh em mình vừa di chuyển về tới nhà anh nhé. Cho em nó xuống đây. Cái con hôm trước, ở cái tổ hôm trước ấy này. Cái con này cũng là con mái. Lần này bắt được cái con này nữa cũng là con mái đó. Thành ra nuôi hai con chim mái luôn. Cái này năm sau là ghép, là gọi là ghép sinh sản chán luôn anh em ạ. Ấy, trời ơi, vào trong. Vào trong ở cùng với con này luôn này. Cái con là ở tổ lần trước ấy. Tổ lần trước là nó có 4 con thì có 4 con trống. Thì có 2 con là mình gửi cho một anh ở cái Thái Bình. Còn một con thì gửi cho một anh nữa. Cũng ở dưới nhưng mà ở đâu mình cũng không nhớ đó. Nói chung có 3 trống mà. Trống thì nói chung là anh em thích nuôi hơn. Mái thì cũng không biết là nuôi về làm cái gì. Trường hợp là mình nuôi để mà ghép sinh sản. Nên trường hợp như kiểu của mình thì mình đang cần giống em mái. Đây hồng hạch, xòe than, xòe đất cũng như là ấy đây. Hay phân hay bẩn ý, anh em không cảm. Rồi ok. Trước tiên thì bây giờ để nhà cho cái con này ra đã. Vừa đấy lúc về là mình có ghé vào nhà của một bạn thì có gặp thấy treo mấy cái lồng chim. Thế là mình có vào hỏi. Thấy mấy con đẹp quá anh em ơi. Hai con lân. Thích nhất là cái con mà ở trong cái trong cái lồng sắt ghép ý. Cái lồng sắt ghép kia mình định hỏi mua cái con đấy. Nhưng mà ông kia lại không bán. Thì mình mới chuyển ra hỏi cái con này. Thì con này cũng là lân nhưng mà kiểu như bộ nó chỉ bộ chung hay nó không bộ khủng như kiểu cái con đấy. Với lại là cái con kia ông ấy kiểu để giá cao quá anh ơi, mình cũng không bắt được. Con này thì mặt rất là dữ luôn anh em nhé. Đây anh em xem này. Đấy. Đẳng cấp chưa. Để cho chim nó tính xong rồi trông nó. Mình sẽ mang cái con chim ở nhà của mình ra kè cho anh em xem. Thông tin về cái con này thì chim nuôi được 3 năm rồi. 3 năm lồng rồi anh em ơi. 3 năm lồng. Chim thì già rừng. Đây anh em xem này, chim 3 năm nói chung là nó như thế này rồi mà. Đó, mình đứng cạnh thế này. Nói chung là thoải mái, mới tuổi cái con này thì lông nó hơi xấu. Đó. Mặt rất là dứ luôn anh em nhé. Cứ như là mặt quỷ luôn. Mình có nghe chim nhà coi nó phục xạo. Được phết đấy anh em ạ. Đây, mình mang nó ra kè cho anh em xem này. Con này ở chỗ sổ cú của nó là cho nó đi 4 cầu góc. Nhưng mà mình không có lồng nào có cầu góc hay là mình cho nó 2 cầu thẳng, đâm ra nó cũng không nhảy cầu như kiểu ở trên kia mấy anh em ạ. Chơi được 30 phút rồi vẫn còn khá là ok anh em ạ.
Bây giờ chim coi như là muốn lao vào lánh nhau rồi. Xiềng cầu. Nói chung là tầm 1 tiếng lổ lại là thoải mái luôn. Con này riêng độ bền của nó nè, chăm tốt hơn nữa. Cái lông của nó đang là lông hai lớp này, anh em xem này. Lục xóa lục sạch. Đấy. Giọng đanh to. Rồi, chùm nó cho nó nghỉ ngơi trước đi. Về vừa về mà cho nó dã cùng với con con độc cô của vại của mình 30 phút, hơn 30 phút nhưng mà vẫn ok anh em ạ. Thì video vừa đấy mình quay thì nếu mà anh em nào kết thì mình sẽ gửi thêm lên Zalo cho anh em tham khảo xem mà cái nếp của nó lúc mà khi mà nó chơi được 30 phút như thế nào đó. Còn chim thì từ cái lúc ở trên nhà của bạn kia cũng như là mình mang về thì chưa phát hiện có tật lối gì, thì nếu mà nó có tật lối thì ra thêm thì mình sẽ chia sẻ ở bên là Zalo cho anh em thêm anh em nhé. Rồi, tiện là mình cũng lên kèm cho anh em mỗi con mộc nữa. Con này thì mình cũng vừa em bắt về thôi anh em ơi. Mang về được 3 hôm rồi. Con này nó cũng là chim mới là không có con nào kè được với nó. Như kiểu mấy con này thì nó là chim mà như kiểu cái con này là con lau chân này. Xong rồi cái con này là con của thằng em trai. Một năm tháng lồng, năm được 5 tháng lồng, 6 tháng lồng rồi anh em ạ. Mấy hôm nay không cho nó tắm, kiểu nó trời mưa nên là không mang ra tắm, nó à tắm khô luôn. Lát nữa mang ra treo ngồi cho nó tắm luôn anh em ạ. Này giọng của nó đây. Mới được 5 tháng lồng mà như này là gọi là ok phết rồi đấy anh em ạ, không hề đơn giản đâu. Thường thường là những cái con chim mà nó chơi được như này nó phải tầm 1 năm lồng thì nó mới hot chơi như này. Còn đây con này 5 tháng lồng mà thái độ tốt như này là quá ok rồi. Mộc tố chất. Mấy con trào màu non này nếu mà có AV để mà thả nó vào thì quá là hợp lý luôn. Nhát. Đây, xong rồi có một con nó còn kiểu hơi bị ngoái ấy nó cơ anh em ơi. Chán thật. Còn đây, Tesla đây, cá mè một lứa. Mai mốt chắc là đấy, con này nó học giọng theo con trào màu núi hết. Này, mà núi trèo trên này nó hót giọng thôi. Ok thì chắc là video của mình cũng phép dừng lại đây thôi anh em nhé. Hôm nay là một video của mình đi săn tổ chim. Thì cũng được mấy cái tổ
tìm phát hiện được mấy cái tổ cũng như là bắt được một cái tổ, một cái con trẻ non anh em ạ. Thì nếu anh em thấy video này hay thì cho em xin một like, một đăng ký kênh. Cảm ơn các bạn rất nhiều. Hẹn gặp lại người gieo theo. Bye bye.